Không có gì phải bàn cãi khi một ai đó nói rằng Pelé là vua bóng đá. Đó như một phần lý thuyết vỡ lòng của chúng ta khi nói về môn thể thao này. Bạn thích bóng đá à? Vậy chắc bạn biết ai là vua chứ? Tất nhiên đó là Pelé. Nhưng dĩ nhiên để thành vua bạn phải trải qua một trong hai điều này. Hoặc bạn nối dõi để trở thành vị vua tiếp theo từ gia đình, hoặc là mọi người tôn sùng và phong tước hiệu đó cho bạn. Đây là video mà bạn có thể tìm thấy câu trả lời đó. Vì sao Pelé được gọi là vua bóng đá? Ngày giữa World Cup 2022, khi tình trạng của Pelé có dấu hiệu xấu đi, chính Kylian Mbappe đã gửi lời cầu nguyện cho vị vua trên trang cá nhân của mình. Có thể thấy những ngôi sao đang lên trẻ tuổi vẫn dành sự tôn kính cho người được gọi là nhà vua của thế giới bóng đá. Tất nhiên với cả người Brazil và những cầu thủ ở đây, Pelé đơn giản là vị vua độc nhất kể cả hậu thế có tạo ra bất cứ ngôi sao tuyệt đỉnh nào đi chăng nữa. Chúng ta sẽ đi đến ngay lý do thứ nhất, bởi một điều rất đơn giản, Pelé là cầu thủ đầu tiên làm cả thế giới kinh ngạc. Hãy nhớ rằng đó là thời đại mà bạn không có truyền hình vệ tinh, không có internet và tất nhiên là không có cả YouTube để xem highlight bàn thắng. Ông vẫn là một ngôi sao, trở thành một diễn viên của Hollywood, trở thành người xuất hiện trên các trang bìa tạp chí ở toàn cầu và thậm chí còn biết hát với cây guitar rất lãng tử. Pelé chính là cầu thủ đầu tiên vượt qua ranh giới của bóng đá để đến với toàn thế giới và là người đầu tiên sử dụng ảnh hưởng của mình đến với mọi khía cạnh đời sống của bóng đá. Như thế thôi, Pelé đã toàn cầu hóa hình ảnh của ông ở thập niên 50-60. Ông chỉ là khuôn mẫu mà tất cả các cầu thủ bóng đá hiện đại đã được định hình, mà đó là chúng ta còn chưa nói đến phép thuật mà người đàn ông này tạo nên ở trên sân. Tên đầy đủ của Pelé là Edson Aaron do Nascimento. Cái tên này được ba mẹ ông đặt theo tên nhà bác học nổi tiếng Thomas Edison. Cậu bé Edson yêu bóng đá từ khi còn là một đứa trẻ. Ngay cả khi mẹ ông cố gắng cấm ông chơi bóng, cha ông tất nhiên cũng yêu thích trò chơi này. Nhưng những chấn thương khủng khiếp đã ngăn cản sự nghiệp của người đàn ông bất hạnh ấy. Điều này có nghĩa là cả gia đình lớn lên trong nghèo khó. Vì vậy Pelé đã đến với bóng đá khi chơi chân trần với quả bóng được làm từ những chiếc tất nhét vào đầy báo và buộc lại với nhau bằng dây. Pelé là một tiền đạo, dù trông khá nhỏ con nhưng ông vẫn có kỹ năng dứt điểm và ghi bàn của Ronaldo. Kết hợp với khả năng biểu diễn kỹ thuật của những huyền thoại khác như Zidane chẳng hạn, ông luôn luôn có đầy những mánh khóe trong mỗi trận đấu. Tình yêu của Pelé dành cho bóng đá vốn đã đi kèm với một tài năng thiên bẩm và sẵn sàng chứng minh rằng mẹ ông đã sai khi cấm ông chơi bóng. Bởi đến năm 15 tuổi, ông đã chơi cho Santos và thậm chí còn chơi cho đội tuyển quốc gia Brazil trước khi bước sang tuổi 17. Giai thoại nổi tiếng lúc Pelé còn bé chính là việc vào năm 1950. Khi Pelé mới 10 tuổi, ông đã chứng kiến cha mình khóc không ngừng khi Brazil thua trận chung kết World Cup trên sân nhà trước Uruguay. Ông đã hỏi lý do tại sao và bố ông bảo: người đàn ông khó có thể khóc ở mọi thời điểm, nhưng trên sân cỏ thì có. Lúc ấy, cậu bé Pelé đã nói rằng: đừng khóc nữa bố, con sẽ giành chức vô địch World Cup cho bố. 8 năm sau khi Pelé còn chưa tròn 18 tuổi, ông trở thành cầu thủ bóng đá trẻ nhất góp mặt tại World Cup 1958 được tổ chức tại Thụy Điển và đây là những gì ông đạt được. Trở thành người trẻ nhất có kiến tạo tại World Cup, người trẻ nhất lập hat-trick tại World Cup và người trẻ nhất ghi 2 bàn trong trận đấu cuối cùng, ghi 6 bàn sau 4 trận đấu rồi gục xuống trong hạnh phúc vì đã thực hiện được lời hứa với bố mình. 17 tuổi, tức là Pelé vẫn có một sự nghiệp phía trước dù đã trở thành nhà vô địch World Cup. Tất nhiên có một điều làm bạn đều nhắc tới khi nói về sự nghiệp của Pelé, rằng ông đã chơi phần lớn sự nghiệp của mình tại Santos và không chơi cho một đội bóng nào ở châu Âu. Không phải vì những gã khổng lồ lục địa già không muốn mang ông đến với họ. Trên thực tế, một kế hoạch đã được đưa ra để ngăn chặn điều này khi Pelé được Tổng thống tuyên bố là báu vật quốc gia. Sau thành công ở năm 1958, mọi con mắt của thế giới bóng đá đã đổ dồn vào Pelé. Trang báo nào cũng nhắc về ông và ông là điều khiến cả thế giới tò mò lẫn phấn khích. Real Madrid, Juventus, Inter Milan và Manchester United, tất cả họ đều muốn mang ông về đội bóng của mình. Nhưng rồi Tổng thống Brazil đã tuyên bố ông là bảo vật quốc gia và việc để ông bị đem bán cũng như một tội ác. Đây cũng là thời điểm mà người ta bắt đầu gọi Pelé là vua trong ấn bản số 484 của tạp chí Paris Match vào tháng 5 năm 1958 sau chiến thắng World Cup của Brazil tại Thụy Điển. Họ đã dùng 2 trang báo để đăng tải bức hình của Pelé. Phóng viên của tờ báo này khi ấy đã đặt tiêu đề: Pelé, 17 tuổi, vua Brazil.
Roi là từ tiếng Pháp có nghĩa là vua, vì vậy có thể nói biệt danh của Pelé bắt nguồn từ Pháp, và tờ báo Paris Match đã phát hiện ra sự thật vĩ đại đó đầu tiên. Pelé chưa bao giờ chính thức chơi ở châu Âu, thường là cái cớ để các nhà bình luận đem ra chỉ trích ông. Thậm chí họ gọi Pelé là người đã chơi trong một giải đấu của những người nông dân. Ngay cả khi chúng ta có thể tranh luận hàng giờ về trình độ của bóng đá Nam Mỹ, hoặc nhiều cầu thủ Nam Mỹ quan trọng như thế nào đối với các đội bóng ở châu Âu, thì bóng đá thời điểm đó khác hoàn toàn với bây giờ. Vào thời điểm đó, chuyển nhượng quốc tế không phải là hoạt động phổ biến. Thậm chí nếu muốn rời đi thì cầu thủ đó phải đổi quốc tịch, hay nói cách khác là họ bị quốc hữu hóa. Điều này đã xảy ra tương tự với những huyền thoại như Alfredo Di Stéfano và Ferenc Puskás ở Tây Ban Nha. Nó còn có thể gọi là chảy máu chất xám và nó rất hạn chế xảy ra. Và giờ hãy tưởng tượng rằng nếu chuyển nhượng xuyên lục địa không xảy ra, thì những cái tên như Neymar, Lionel Messi, Di Maria và Luis Suarez đều chơi ở Campeonato Brasileiro. Vì vậy chiếc cúp ấy cũng trở nên khó giành lấy hơn bội phần. Nhưng chính Pelé cũng đã cho châu Âu nhìn thấy khả năng của mình rồi, bởi ông đã cùng Santos đi du đấu để giành hai cúp liên lục địa trước AC Milan của những Gerard Mancini, Gianni Rivera và Giovanni Trapattoni, và giành chiến thắng trước Benfica của những Eusebio và Santano nữa. Danh tiếng của Santos và Pelé ngày đó lớn đến mức họ là câu lạc bộ được yêu thích và biết đến trên toàn thế giới. Và lý do rất đơn giản, mọi người đều muốn xem Pelé chơi bóng, thế nên Santos đã kiếm được rất nhiều tiền từ hoạt động này. Ví dụ trong năm 1959, đội tuyển Brazil đã chơi 99 trận ở Nam và Trung Mỹ. Sau đó còn đi du đấu ở Bulgaria, Bỉ, Hà Lan, Ý, Đức, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha. Bạn có tưởng tượng được không? Họ như một ban nhạc và luôn cháy vé ở mọi quốc gia. Đến năm 1962, Santos đến nước Anh và mọi trận đấu ở các thành phố của xứ sở sương mù đều hết sạch chỗ ngồi. Phóng viên của tờ The Guardian thời điểm đó là Eric đã mô tả những gì xảy ra như sau. Lúc ấy tất cả đều cạn từ ngữ để có thể mô tả về Pelé. Một hậu vệ nổi tiếng khi đó đối đầu với Pelé và chỉ dành 10 phút cuối trận để đuổi theo ông, nhưng không phải lấy bóng, mà là để tiện xin áo khi hết giờ. Pelé đơn giản là người đàn ông mà toàn thế giới sẽ trả tiền để xem ông thi đấu. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Pelé và Santos thậm chí đã chấm dứt chiến tranh. Nigeria lúc ấy ở giữa một cuộc nội chiến dữ dội. Khi Pelé hạ cánh xuống đó để chơi một trận giao hữu với đội tuyển quốc gia, cả hai phe đã đồng ý ngừng bắn để trận đấu có thể diễn ra. Và người Nigeria đã ăn mừng khi chứng kiến vua bóng đá chơi bóng. Khi World Cup năm 1970 diễn ra, giải đấu đó có một bước tiến là được phát sóng trên toàn thế giới với truyền hình màu. Cuối cùng cả thế giới có thể thấy Pelé chơi bóng và vô địch lần thứ 3 trong đời mình. Từ khoảnh khắc đó, không còn ai phủ nhận Pelé là vua nữa, vì tất cả đã chứng kiến những gì họ muốn thấy. Tóm lại, Pelé là vua, vì trong một thời đại mười mấy năm, ông đã khiến thế giới không ngừng phát sốt lên. Đến khi ông giải nghệ, ông là đại sứ đã giúp lan tỏa bóng đá đến với nước Mỹ, là người sẽ ngồi cùng bàn với các giáo hoàng, bộ trưởng ngoại giao và các vị vua. Ông chính là một người bạn với Nelson Mandela, và nữ hoàng Elizabeth đã phong tước hiệp sĩ cho ông mặc dù ông không phải là người gốc Anh. Bạn có thấy cầu thủ nào nhận được sự kính nể tương tự trong mọi thời đại khác không? Từ Maradona, Zidane, Ronaldo cho tới Messi, tất nhiên là không, chỉ vị vua mới có sự uy nghiêm như vậy.